Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện kinh khủng Tu Tiên Lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân. Tập 124. Chương 1231, Ma Quân Hành Động, chia ra làm ba. Trong mắt Phật Tổ Linh Sơn không hiểu sao lại có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Từ khi bị cắt đứt con đường tấn thăng đến nay, vẫn luôn suy nghĩ phương pháp gì có thể tránh khỏi vũ trụ tẩy lễ. Thu được lực lượng logic có thể địch nổi khái niệm. Ý nghĩ của hắn chính là lấy khái niệm logic ban đầu của bản thân làm căn cơ, độ hóa 3.000 tiên nhân. Kết hợp logic của bọn họ lại, tạo thành một dòng lũ logic khổng lồ. Hắn học tập hình thức tồn tại của dòng lũ logic bản nguyên vũ trụ. Sau khi hình thành dòng lũ logic, chiến lực sẽ vượt xa cường giả tầng cấp thời không thiên đạo bình thường. Tuy cách logic thật sự có chênh lệch nhất định, nhưng không là tồn tại dễ dàng trấn áp nữa. Đáng tiếc, tiên nhân hắn thu thập bây giờ còn chưa đủ. Nhưng tài nguyên ô nhiễm hư không đã bị tiêu trừ, khiến hắn nhìn thấy kỳ ngộ mới. Vô số thời không thấp kém cũng không thiếu tiên nhân, trận chiến tranh này hắn quyết định gia nhập. Trong thời không thấp duy nhất vô tận, một đạo lại một đạo ánh mắt thần bí lần nữa nhìn về phía thời không cao duy. Đủ loại tin tức bắt đầu lan tràn trong hư không vũ trụ, kết minh, chém giết sẽ trở thành trạng thái bình thường trong thời gian tiếp theo. Thời không cao duy lúc này cũng lâm vào vấn đề của mình. Sức mạnh của Mạc Danh Trạng đang lên men từng chút một, âm thầm truyền bá không tiếng động. Phần lớn sức mạnh của thế giới cao duy đều dùng trên chuyện này. Lúc này, luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân của thời không cao duy. Phân thân hoàn toàn mới của hắn ở trong Cửu Châu Tứ Vực đang tới gần Hiên Viên Trường Long. Hắn lặng yên không một tiếng động đi tới phương hướng đại quân Hiên Viên Trường Long đang đứng. Lúc này, trong đại quân của Hiên Viên Trường Long có mấy vị tu sĩ kiếp cảnh. Ba vị ma vương ma đạo, danh tử danh gia, mặc gia mặc tử, tạp gia Lữ Xuân Thu. Sáu người bọn họ đều là tu sĩ kiếp cảnh, đều có tư cách tranh đoạt đệ cửu tiên. Ánh mắt của minh giới chuyển sinh luân hồi ma quân nhìn chăm chú về phía bọn họ. Lúc này minh giới chuyển sinh luân hồi ma quân đã xoay người trở thành chủ nhân đương đại của tạp gia giới chướng Hiên Viên Trường Long, Lữ Thương Khâu. Hắn vừa mới kết thúc chiến tranh thuộc về mình, trở lại trong quân doanh tiến hành tu chỉnh. Hắn ẩn nấp trong quân doanh, yên lặng nhìn chăm chú vào phương hướng của sáu bóng người, trong ánh mắt tràn ngập một tia lạnh như băng. Tam đại ma vương đầu phục Hiên Viên Trường Long, sau lưng không có tiên nhân, nhưng bọn họ dù sao cũng là người chiến bại, lúc tranh đoạt đệ cửu tiên dễ bị nhằm vào. Phải xuống tay từ trên thân ba người danh tử, mặc tử, Lữ Xuân Thu. Trong ba người, Lữ Xuân Thu tu vi thấp nhất, trên người dường như chỉ có một đạo diễn sinh logic. Từ hắn ra tay càng dễ dàng, về phần thực lực. Chỉ cần phá giải logic của hắn là có thể diễn hóa logic của ta ra logic hỗ trợ lẫn nhau cho logic của hắn. Trận này liền có cơ hội, minh giới mà. Quân hiện tại cũng không có từ bỏ tư cách trở thành đệ cửu tiên, bởi vì một khi hoàn thành, trận chiến này hắn liền thắng chắc. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn lóe lên một tia khôn khéo. Muốn hạ thủ, vẫn là phải lấy lợi ích dụ dỗ. Lúc này, hắn mở bàn tay của mình ra, một loại logic thần bí từ trong tay hắn tràn ngập ra. Tạp gia chi đạo tổng thể mà nói chính là tổng hợp bách gia, lấy căn cơ tạp gia sâu chuỗi bách gia chi pháp. Cuối cùng đi ra con đường của mình, muốn hợp ý, để ngươi nhìn thấy khả năng tiến thêm một bước. Ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, logic tầng dưới chót trong cơ thể hắn hơi biến hóa. Tầng dưới chót logic đang phân giải, biến thành ba logic diễn sinh khác nhau. Ba logic diễn sinh này dưới sự khống chế của hắn biến thành ba viên đá khác nhau. Loại đá này tên là kết tinh logic, là thứ mà chỉ có tu sĩ cấp bậc trường sinh ở thời không cao duy mới có thể giao dịch. Là cướp đoạt từ trong cơ thể tu hành giả của thế giới thấp duy. Muốn hấp thu loại logic này thì nhất định phải phá giải ảo diệu trong đó, sau đó nhét nó vào trong tuần hoàn logic của bản thân. Theo ba viên đá logic hoàn thành, phân thân của minh giới ma quân đã mất đi lực lượng của tiên nhân. Chỉ có một luồng ý thức điều khiển thân thể cướp đoạt chuyển sinh này. Ba viên đá suy luận này ẩn chứa một tia khái niệm bản chất logic của nó. Chỉ cần bị hấp thu, nó có thể thông qua logic bị hấp thu phá giải logic của người hấp thu, cuối cùng đảo khách thành chủ, từ trong thân thể đối phương sống lại.
Đây chính là thủ đoạn tồn tại của Cao Duy, một tia khái niệm bản chất logic, liền có thể thi triển ra vô số thủ đoạn kinh thiên động địa. Lần thất bại trước là lần thất bại duy nhất trong nhiều năm qua của hắn. Vung tay lên, lấy ra một cái hộp ngọc, ba viên đá logic đã thả vào. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia trầm ngâm, ngay sau đó lặng yên rời quân trướng của mình. Một khắc đồng hồ sau, hắn đi tới bên ngoài quân trướng của Lữ Xuân Thu. Hắn đến trước tiên đã khiến Lữ Xuân Thu chú ý. Đại chủ đương thời của Tạp gia là Lữ Thương Khâu cầu kiến tổ sư. Trong ánh mắt Lữ Xuân Thu lóe ra thần quang vô lượng, xuyên qua quân trướng, yên lặng nhìn Lữ Thương Khâu xuất hiện ở bên ngoài quân trướng của hắn. Thời gian này xuất hiện trong tầm mắt của hắn, bất kỳ người nào cũng sẽ bị hắn hoài nghi. Cảnh cáo đến từ Hạo Nhiên Thánh Nhân, trong quân có thể ẩn giấu sự tồn tại của thời không Cao Duy hoặc là chân thân thần bí của Lý Thanh. Tất cả tồn tại cấp bậc nguyên thần pháp tướng đều phải nhận được chú ý. Nhìn Lữ Thương Khâu từ trên xuống dưới một cách cẩn thận, ánh mắt Lữ Xuân Thu lóe lên, là huyết mạch của gia tộc ta. Tinh thần cũng không có bất cứ vấn đề gì, pháp tướng cũng rất thông thấu, ít nhất ta không nhìn ra khả năng hắn bị người đoạt xá. Xem tên gia hỏa này muốn làm gì. Vào đi. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lữ Thương Khâu cung kính đi vào trong. Quân trướng, cúi đầu với Lý Xuân Thu, Lữ Thương Khâu, bái kiến lão tổ. Lữ Xuân Thu nhìn về phía Lữ Thương Khâu, bình tĩnh nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giọng nói của Lữ Thương Khâu có chút ngưng trọng nói, hồi bẩm lão tổ, đệ tử đã từng ngẫu nhiên có chút kỳ ngộ ở bên ngoài. Được ba tảng đá thần bí, trong đó tựa hồ ẩn chứa một loại đạo đặc thù nào đó. Đệ tử lĩnh hội trăm năm, nhưng tư chất ngu dốt, không có thu hoạch. Bây giờ phong thần đại chiến sắp bắt đầu, đệ tử nghĩ đến tổ sư muốn tranh đoạt vị trí thiên hạ đệ cửu tiên kia. Nếu như lão tổ có thể thành, Tạp gia nhất mạch ta có thể nhảy lên một bước. Hôm nay nếu ta có công hiến vật quý, tương lai tất nhiên cũng sẽ có cơ hội thăng chức rất nhanh. Cho nên đệ tử nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bảo vật này vẫn nên hiến cho lão tổ, vào thời khắc mấu chốt này, có lẽ có thể thêm một phần trợ lực cho lão tổ. Lúc này Lữ Thương Khâu dõng dạc, nhìn qua giống như một đệ tử đang hết lòng hết sức vì tông môn. Lữ Xuân Thu yên lặng nhìn hắn, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, trong lòng lóe lên vô số ý niệm. Bảo vật gì? Ngươi mở ra trước cho ta xem một chút. Hơn nửa ngày Lữ Xuân Thu mới chậm rãi nói, chỉ là trong mắt của hắn ta có một tia lạnh ý khó hiểu. Ma quân minh giới điều khiển thân thể của Lữ Thương Khâu, lấy cái hộp ra, mở ra trước mặt Lữ Xuân Thu. Ba khối đá bề ngoài không có bất kỳ chỗ kỳ lạ nào xuất hiện ở bên trong. Chương 1232, ta có công, ta chân thành. Lữ Xuân Thu nhìn viên đá trong hộp, khẽ cau mày. Linh thức khổng lồ đảo qua phía trên, trong mắt lóe ra thần quang sáng rực. Bề ngoài ba tảng đá này không có bất kỳ đặc điểm gì, tựa như ba tảng đá bình thường, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát, trong lòng Lữ Xuân Thu lại dâng lên sóng to gió lớn. Trong ba viên đá này, hắn lại thấy được logic diễn sinh hoàn chỉnh của ba đạo. Mặc dù chúng nó ẩn tàng rất khá, nhưng dưới sự quan sát của hắn vẫn lộ ra dấu vết. Trong lòng hắn kinh hoàng, lập tức ý thức được ba món đồ này quan trọng với mình đến cỡ nào. Đại chiến sắp tới, nếu như hắn có thể diễn sinh ra ba khối đá này, dùng tạp gia chi đạo của mình sâu chuỗi. Hắn có thể nắm giữ bốn loại lực lượng diễn sinh cấp bậc logic, trong thời gian ngắn nội lực tăng vọt, vượt qua kiếp cảnh bình thường gấp mấy lần chiến lực. Chỉ cần thắng được trận đại chiến này, lại dùng khí số vô tận cọ rửa, tan rã ba loại logic này là có thể để đạo của bản thân tấn thăng đến cấp bậc logic tầng cuối. Trong lòng vô cùng sôi trào, nhưng Lữ Xuân Thu vẫn là rất tốt áp chế nội tâm quay cuồng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, lúc này hắn đang cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo. Thời khắc này mây trôi quỷ quyệt, ẩn chứa vô số hung hiểm. Trước mặt trọng bảo, hắn cũng có thể ngăn chặn. Nội tâm kích động. Ánh mắt hắn ta dừng lại trên người Lữ Thương Khâu, ngươi lấy thứ này. Từ đâu? Không dám giấu giếm lão tổ, ta phát hiện ta ở trong một khối thiên thạch rơi xuống từ 200 năm trước. Khối thiên thạch thiên ngoại 200 năm trước vừa vặn rơi vào cảnh nội phương Bắc, cách địa bàn tạp gia ta không xa. Cho nên ta chạy tới trước tiên, lấy đi khối thiên thạch kia. Đó là một khối thiên ngoại vẫn thạch, trong đó có chôn giấu ba tảng đá này. Vốn ta muốn hòa tan vẫn thiết luyện thành đạo khí, ai ngờ bên trong lại xuất hiện ba tảng đá này không thể hòa tan. Dưới sự kích thích của ta,
mới phát hiện trong đó dường như ẩn chứa đạo lực lượng. Minh giới ma quân thời điểm tới cũng đã đọc tất cả tin tức của Lữ Thương Khâu, tự nhiên sẽ không lưu lại bất kỳ sơ hở gì. Cộng thêm hiện tại nhân quả thiên cơ hỗn loạn, không ai có thể suy tính được chân tướng, chỉ cần phù hợp với quá khứ của Lữ Thương Thu, hắn nói cái gì chính là cái đó. Lữ Xuân Thu nghe vậy khẽ gật đầu, tiếp theo một ngón tay điểm ra. Trong nháy mắt, Lữ Thương Khâu trực tiếp bị giam cầm. Tổ sư, ngài muốn làm gì? Lúc này sắc mặt Lữ Thương Thu đại biến. Lữ Xuân Thu thần sắc bình tĩnh, thời buổi rối loạn hiện nay, lão tổ ta không tin ai cả. Cho nên để ta xem một chút trí nhớ của ngươi a. Đưa tay điểm một chỉ về phía mi tâm của hắn, trên mặt Lữ Thương Thu lại lộ ra vẻ sợ hãi. Lão tổ đừng giết ta, lão tổ ta có công, ta trung thành tuyệt đối. Lữ Xuân Thu lại là sắc mặt bình tĩnh, lôi đình mưa móc, đều là quân ân. Tu pháp của ta thì phải dâng lên tất cả cho ta. Một ngón tay xuyên qua mi tâm của Lữ Thương Khâu, trực tiếp bắt lấy pháp tướng của hắn ta, một cỗ lực lượng thần bí xông vào bên trong pháp tướng của Lữ Thương Khâu, rút lấy trí nhớ của hắn ta. Lúc này, ý thức của Minh giới ma quân lặng lẽ tiêu tán, đây vốn là một luồng ý thức của hình chiếu. Bản chất khái niệm của hắn ẩn giấu ở trong ba tảng đá kia. Lữ Xuân Thu nhanh chóng nhìn thấy tất cả những gì quá khứ từ trong hồn phách của Lữ Thương Khâu. Hắn buông Lữ Thương Khâu ra, ánh mắt đối phương trở nên ngu dại, hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức tự chủ. Bị cưỡng ép tìm kiếm hồn phách, tất nhiên sẽ khiến ý thức sụp đổ. Nhìn đối phương, trong tay Lữ Xuân Thu tràn ngập ra một cỗ quang huy kỳ diệu. Đó là một luồng ánh sáng năm màu sặc sỡ, Lữ Thương Khâu phân giải toàn bộ. Bên trong pháp tướng, hình thức ban đầu của logic bên ngoài bị rút ra, trực tiếp rơi vào trong cơ thể Lữ Xuân Thu. Tinh khí toàn thân cũng đột nhiên co rút lại hóa thành một viên tinh khí thạch óng ánh. Hắn vung tay lên, Lữ Thương Khâu đã biến mất khỏi thế gian. Lữ Xuân Thu sắc mặt bình tĩnh, ngươi đã tận trung với tông môn, tên của ngươi sẽ được khắc mãi trên bia đá công huân của tông môn. Trong giọng nói nhàn nhạt lại ẩn chứa lạnh lùng vô hạn. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào ba viên đá logic trong hộp, một luồng cực nóng lóe lên trong đáy mắt của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, trong tay hắn xuất hiện một gốc cây kỳ quái. Toàn thân gốc cây này tràn ngập ánh sáng đủ mọi màu sắc, thân cây là một đoàn sắc thái màu xám. Trên thân cây kết nối với từng nhánh, tổng cộng có 9 nhánh, trên mỗi nhánh đều treo đầy lá cây. Đây là căn cơ của hắn, cũng là pháp tướng của hắn, cũng là đạo của hắn hiển hóa. Mỗi một cành á chi đều đại biểu cho một đạo thống, lực lượng của 9 đạo thống đều dung hợp trên tạp gia chi đạo của hắn, cuối cùng biến thành đạo so sánh với diễn sinh logic. Gốc cây này hơi rung động, thân cây nhanh chóng kéo lên một đoạn, lộ ra ba cành lá non. Ba tảng đá trực tiếp bay lên, rơi vào trên lá non. Ánh sáng kỳ diệu từ trên nhánh cây tràn ra, nhanh chóng xâm nhập vào ba tảng đá này. Ba tảng đá ở dưới ánh sáng đủ mọi màu sắc này nhanh chóng hòa tan, rất nhanh liền sinh trưởng thành ba cành á cảnh tráng kiện. Tuy ba cây á chi này cùng đủ mọi màu sắc quang huy còn chưa kết hợp, nhưng trong mơ hồ sinh ra một tia liên hệ. Bảo thụ lóe lên trở về trong cơ thể Lữ Xuân Thu. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười sán lạn, một cỗ khí tức thâm thúy quay cuồng trong cơ thể hắn. Hắn có thể cảm giác được, lực lượng có thể vận dụng hiện tại ít nhất là gấp 4 lần quá khứ. Tu sĩ kiếp cảnh cũng có phân chia mạnh yếu. Có người tu ra 3 con đường, có chỉ có một con đường, chiến lực chênh lệch thậm chí có thể đạt tới gấp 3. Tựa như ba đại ma vương, cơ bản đều chỉ tu thành một con đường. Có thể tu thành 3 con đường, trong rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ví dụ như Tôn Tử, hắn chính là một người tu thành 3 con đường. Thậm chí còn có một hệ thống quân trận to lớn, đó chính là con đường thứ 4 trong tay hắn. Cho nên hắn mới có thể phát huy ra chiến lực cấp bậc tiên nhân trong chốc lát. Lữ Xuân Thu lâm vào nhập định, không ngừng vận dụng đạo của mình xâm nhập vào trong 3 loại diễn sinh logic, từng chút nhìn trộm sơ hở của bọn chúng, tận khả năng nhét bọn chúng vào đạo của mình. Nhưng lúc này hắn hoàn toàn không phát giác được, một tia khái niệm logic thần bí đã thông qua tạp gia chi đạo chảy vào trong logic của hắn. Đang nhanh chóng cảm ứng tin tức đạo của hắn, nắm giữ ảo diệu trong đó, tìm kiếm sơ hở bên trong. Cùng lúc đó, lông mày của Lý Thanh cũng giật một cái. Trong một vòng đổi mới tin tức trên miếng ngọc, Lữ Thương Khâu tiến vào doanh trướng của Lữ Xuân Thu, cuối cùng không đi ra được nữa. Miếng ngọc cũng đã hoàn nguyên tất cả chân tướng. Khi hắn nhìn thấy nội dung phía trên,
trong lòng cũng hơi chấn động. Minh giới ma quân, ngươi quả nhiên xuất hiện lần nữa. Hắn đây là muốn đoạt xá Lữ Xuân Thu, là chuẩn bị cho đệ cửu tiên. Vậy bây giờ ta có nên vạch trần hắn ra hay không? Lý Thanh rơi vào trầm ngâm, hiện giờ càng ngày càng gần với kết cục cuối cùng của trận chiến thiên mệnh. Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng Tu Tiên Lộ của tác giả Đầu Ngận, Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1233, sơ hở lớn nhất, sách lược biến hóa. Hiện tại, ngũ đại tiên nhân và tam đại quái dị trí tuệ logic còn chưa bắt đầu nhằm vào hắn bố cục. Hắn cũng không biết những người này rốt cuộc muốn làm gì. Lợi dụng dịch đạo để tiến hành suy tính, cũng không thể tìm được kế hoạch của bọn họ. Dịch đạo suy tính của nó xem như căn cứ vào phương hướng ta chỉ định. Ta là người chỉ huy, dịch đạo là công cụ tính toán. Hiện tại phương hướng mà ta suy tính là bọn họ có thể có thủ đoạn gì ở trong trận chiến cuối cùng này bắt được ta. Ta đứng ở góc độ của bọn họ, nhưng lại không suy tính ra được gì cả. Xem ra phương hướng của ta xuất hiện một chút vấn đề. Ta biết hết thảy bố cục của mình, ta hẳn là lấy thị giác của ta đến quan sát, thủ đoạn dạng gì có thể để cho ta đi đến đường cùng. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng, yên lặng vận chuyển dịch đạo. Ánh sao vô tận lấp lóe trong dịch đạo, hạt giống văn minh chi lý cũng trở nên sáng chói. Đủ loại thông tin trong quá khứ hiện lên trong lòng Lý Thanh, bắt đầu dựa theo phương hướng mà hắn nhìn thấy để tiến hành suy diễn. Nhược điểm của ta trong trận chiến mệnh kiếp này rốt cuộc là ở đâu? Lúc này Lý Thanh không ngừng suy tính, từng tương lai xuất hiện trong lòng hắn. Từ các góc độ khác nhau tiến hành suy tính. Ví dụ như trong tương lai, hắn dựa theo kế hoạch của mình, lợi dụng quân cờ mai phục trong quân đội của thiên mệnh chi tử khác, thua dưới ba chân thân của mình. Ba cỗ chân thân dần dần đăng lâm địa vị cao, cuối cùng ở trên chiến trường đại chiến, theo Lý Thanh Liên đăng cơ xưng đế, kế thừa đạo thống đại đường. Mở ra lực lượng cấm pháp, chiến trường hoàn toàn mất đi lực lượng siêu phàm gia trì. Tất cả mọi người chỉ có thể chém giết bằng máu thịt, mà hắn cũng phụ trợ Lý Thanh liên thủ chém giết Hiên Viên Trường Long. Trận chiến này bởi vì có lực lượng cấm pháp, ngay cả tu sĩ kiếp cảnh cũng không thể nhúng tay. Sau khi chém giết, chân thân của hắn nhanh chóng chui xuống dưới đất thoát thân, kết thúc trận chiến vận mệnh này. Hoặc là, trong trận chiến tranh này, vào thời khắc cuối cùng hắn lợi dụng sự tồn tại của Minh Giới Ma Quân, trực tiếp để hắn bại lộ ra. Ma Quân Minh Giới lật bàn, giết chết Hiên Viên Trường Long, đột ngột kết thúc trận chiến thiên mệnh. Mà hắn cũng hoàn thành trận đại chiến nhân quả này. Đủ loại tương lai không ngừng xuất hiện, theo tất cả suy tính, dường như hắn đều nên thắng được trận chiến tranh này. Nhưng sau khi Lý Thanh suy tính hết lần này đến lần khác, bỗng nhiên hắn phát hiện ra một vấn đề. Không đúng, ta có một sơ hở chí mạng tuyệt đối. Chân thân của ta ở trên chiến trường, ở trong chiến trường cuối cùng. Nếu như chân thân của ta xuất hiện tình huống gì trên chiến trường, dịch đạo bắt đầu suy tính, rất nhanh một tương lai hoàn toàn mới xuất hiện. Lý Thanh phát hiện tam đại chân thân của mình đã bị diệt sạch. Trên chiến trường cuối cùng, tất cả tu sĩ kiếp cảnh trực tiếp phong bế toàn bộ chiến trường, trong đó còn có hình chiếu của năm đại tiên nhân. Cho dù Lý Thanh Liên mở ra cấm pháp chi đạo, cũng chỉ bao trùm khu vực chiến trường giao chiến. Cũng không thể ảnh hưởng đến rất nhiều kiếp cảnh cùng tiên nhân phong tỏa tứ phía khu vực. Trong nháy mắt khi chiến tranh kết thúc, tất cả tu sĩ nguyên thần đều bị bắt lại. Số lượng tu sĩ nguyên thần ở trong này cũng chỉ có mấy chục vị mà thôi, dù là bắt toàn bộ, đối với việc thành lập Hoàng Triều sau đó cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong tương lai này, Lý Thanh cũng nằm trong phạm vi bị bắt, cuối cùng bại lộ thân tử đạo tiêu. Ánh mắt Lý Thanh trở nên ngưng trọng, chân thân của ta xuất hiện ở chiến trường chính là sơ hở lớn nhất. Một khi chiến tranh kết thúc, thiên mệnh nhất định, bọn họ nhất định sẽ ra tay. Ngay từ đầu quyết chiến, bọn họ đã phong tỏa biên giới chiến trường, cho nên toàn bộ chiến trường đều nằm trong tầm quan sát của bọn họ. Trong quá trình này, ta không thể nào biến hóa thân phận, hơn nữa còn có lực lượng cấm pháp càng không thể biến thân. Cho nên ta muốn thay đổi chiến pháp trước mắt. Giờ khắc này, Lý Thanh đã nhận ra nguy cơ lớn nhất. Vốn dĩ ta muốn chân thân chiếm cứ địa vị cao, nhưng bây giờ nếu con đường này đã không đi được, vậy thì đi phía sau màn điều khiển. Giờ khắc này, tam đại chân thân ẩn thân trong quân doanh, nhanh chóng triệu hồi ba vị nguyên thần tu sĩ vốn đã được chiết ghép nhân quả. Tam đại chân thân thì tiến vào dưới trướng bọn họ,
khóa chặt ba tu sĩ cấp bậc chân pháp. Đồng thời hắn cũng độ hóa tất cả thần hồn, cảnh giới linh thức dưới trướng tam đại nguyên thần. Sự việc đã đến nước này, hắn cũng không cố kỵ gì, khống chế tất cả quân đội dưới trướng bọn họ ở mức độ lớn nhất. Lúc này, hắn lần nữa thi triển phương pháp cấy ghép nhân quả, biến thành ba tu sĩ cấp bậc chân pháp. Nhưng bọn họ vẫn âm thầm điều khiển ba đại tu sĩ nguyên thần cảnh và toàn bộ đại quân dưới trướng. Tương lai khi Lý Thanh Liên thi triển cấm pháp chi đạo, toàn bộ lực lượng siêu phàm đều sẽ bị áp chế triệt để, quyền lực quân đội cực kỳ quan trọng. Lúc này, hắn đã lợi dụng nhân đạo bất bại pháp thể, sửa đổi kết cấu thân thể của mình, biến mình thành ba tu sĩ chân pháp nhân quả ghép vào nhau. Bản thân ba tu sĩ chân pháp cũng thông qua phương pháp đặc thù bị hắn đưa ra khỏi quân doanh. Điều chỉnh chiến lược một lần nữa, trong lòng Lý Thanh lâm vào trầm tư. Còn có một điểm không cách nào tránh khỏi, sau khi bọn họ phong tỏa chiến trường, nếu như không tìm thấy ta ở trong tu sĩ nguyên thần, nhất định sẽ hoài nghi ta ở trong quân trận biến thành những người khác. Nhưng Lý Thanh Liên đạt được thiên mệnh, còn cần sắc phong người thứ 9 tiên phong thần, để hắn đi gánh chịu thiên đạo luân hồi, sắc phong chư thần. Cho nên bọn họ cũng không thể phong tỏa mãi, cũng không thể giết sạch tất cả quân đội. Một tên tư lệnh không có binh, không thể thu phục tất cả địa khu, những chư thần sắc phong kia cũng cần người. Vậy bọn họ có thể làm thế nào? Lý Thanh tiếp tục suy tính, bởi vì hắn từng có kinh nghiệm sắc phong chư thần sáng lập tam giới luân hồi. Hắn dùng bộ kinh nghiệm vào trong trận chiến tranh này, tìm kiếm năm đại tiên nhân muốn làm thế nào mới có thể vừa hoàn thành phong thần lại giải quyết hắn. Vô số tin tức lóe lên, hắn nghĩ tới một khả năng, có một loại phương pháp. Ngũ đại tiên nhân và rất nhiều đạo thống vốn đã khống chế tất cả khu vực. Chỉ cần Lý Thanh Liên đạt được thiên mệnh, như vậy bọn họ có thể trực tiếp hạ lệnh toàn bộ thành thị trực tiếp đầu hàng Lý Thanh Liên. Sau đó thống nhất toàn cảnh, ở trên chiến trường trực tiếp tiến hành phong thần. Đồng thời cuộc chiến kiếp cảnh cũng tiến hành trên chiến trường. Còn có thể cố ý lộ ra sơ hở, để cho ta cho rằng có cơ hội thoát thân, từ đó bạo lộ ra. Nếu như ta không mắc câu, bọn họ có thể đợi đến khi tiên thứ 9 phong thần, sáng lập tam giới luân hồi xong, giết chết tất cả những người không có phong thần. Đến lúc đó thiên mệnh đã định, cho dù ta biến thành bất luận kẻ nào cũng không có cơ hội thoát thân. Suy tính đến đây, sắc mặt Lý Thanh âm trầm như nước. Đây quả thực là tuyệt lộ, một khi hoàn thành, cơ hồ hẳn phải chết. Bởi vì sơ hở của hắn đang ở chân thân hàng lâm, điểm này hắn cho dù có muôn vàn tính toán, tất cả thủ đoạn đều không thể tránh khỏi. Đây là một điểm neo, tuyệt đối không có khả năng tránh né. Giờ khắc này, trong lòng Lý Thanh vô cùng nghiêm trọng. Nguy cơ lần này là nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay của hắn, xử lý không tốt nhất định phải chết. Chương 1234, người nhìn trộm làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Mệnh kiếp thất bại, cho dù hắn không chết, trận chiến thiên mệnh lần này hắn cũng thua. Lần sau hắn còn muốn có cơ hội đánh bại Hiên Viên Trường Long, thu hoạch vô số lần cũng sẽ khó như lên trời. Có biện pháp nào có thể để cho ta tránh đi kiếp số hẳn phải chết lần này? Đây mới thực sự là tử cục, tránh cũng không thể tránh. Dịch đạo ở trong văn minh chi lý của hắn không ngừng vận chuyển. Hắn nhớ lại tất cả tin tức, tất cả lực lượng có thể lợi dụng trên người mình. Ta cần chính là sau khi chiến tranh kết thúc, mở ra một cái thông đạo, để cho tam đại chân thân của ta có thể thoát thân. Theo lý thuyết, ta có thể ngưng tụ khí số vô tận, có thể sử dụng chân linh niết bàn bất tử mệnh. Lần trước ta đã dùng qua, thoát thân từ trong phong ấn của ba đại tiên nhân. Mạnh như năm đại tiên nhân, chỉ sợ đã nhận ra ta có một loại phương pháp thoát thân nào đó. Như vậy lần phong tỏa này của bọn họ nhất định là có thể khóa lại thời không, phòng ngừa lực lượng trốn thoát ý thức ở tầng diện tâm linh. Lại dùng chiêu này chỉ sợ là tự chui đầu vào lưới. Đầu tiên, điểm thứ nhất có thể lợi dụng là minh giới ma quân. Hắn đã thi triển thủ đoạn đoạt xá Lữ Xuân Thu, chắc chắn nhất định phải ở tiên thứ 9. Nhưng khi tranh đoạt danh ngạch, hắn không thể thể hiện ra lực lượng của mình. Ta có thể uy hiếp hắn, để hắn trong lúc chiến tranh vô tình phá hư phong ấn, nếu không sẽ bại lộ thân phận của hắn. Thứ hai, ba đại ma vương có thể lợi dụng vào lúc này, để bọn hắn cũng đồng thời phá hư phong ấn, lại mở ra ba thông đạo khác nhau, bọn hắn liền có thể đi chết. Lý Thanh Liên xưng đế, mở ra đạo cấm pháp, không thể rời bỏ sự ủng hộ của Tôn Tử. Tôn Tử muốn thành tựu tiên thứ 9, nhất định phải là vạn bảo chi tháp,
còn có hủy diệt chi kiếm, nhưng hắn nên biết hai món đồ này đều có bút tích của ta. Dùng điều này áp chế, hắn cũng nhất định phải mở ra thông đạo. Như vậy thì có 5 điểm có thể lợi dụng, phá giải phong ấn này là có khả năng. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Tôn tử, rất khó nói có thể nhân cơ hội này động thủ với ta hay không. Luyện hóa lực lượng của ba đại ma vương cũng là bắt nguồn từ một tồn tại cao duy thần bí nào đó. Tuy ta không biết là vị nào trong 9 đại chúa tể, nhưng có khả năng nhất định đã chú ý đến nơi này. Nói không chừng lúc ta đào thoát sẽ bị hắn khóa chặt. Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Thanh bỗng nhiên khẽ động. Hắn lập tức biên soạn tin tức ở trong dịch đạo. Tin tức được đưa vào trong miếng ngọc. Bản cũ. Chủ nhân đại phạn thiên vạn vật vũ trụ thống nhất đại chú. Ta đã từng lợi dụng 2 lần môn chú pháp này, một lần là luyện hóa tam đại ma vương. Lần thứ 2 là lúc luyện hóa vật còn sót lại ở tầng dưới chót. Quá trình này rất có thể sẽ khiến chủ nhân của môn chú pháp này chú ý. Đối phương có khả năng thông qua tam đại ma vương biết được chuyện của Cửu Châu tứ vực. Bản mới, ánh mắt đại chú chi chủ. Sau 2 lần Lý Thanh sử dụng chú pháp này, đặc biệt là thủ đoạn lợi dụng luyện chế pháp thuật logic, cướp đoạt pháp khí logic ở tầng dưới chót đã bị đại chú luyện hóa. Đã từng khiến chủ nhân của đại chú chú ý. Chủ nhân của đại chú chính là Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh Đế Quân. Hắn thông qua khái niệm logic của bản thân, sớm đã âm thầm nắm trong tay ba đại ma vương. Hơn nữa biết được tất cả sự tình trong Cửu Châu tứ vực, cũng biết được mục đích minh giới ma quân phân thân đi tới phương thế giới này. Đồng thời cũng chú ý tới sự tồn tại của Lý Thanh, một mực yên lặng chờ đợi cơ hội. Nhìn thấy tin tức này, Lý Thanh quả thực giật mình một cái, khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là đáng sợ. Đây mới thật sự là đại boss phía sau màn. Lại bất động thanh sắc đến bây giờ, trong quá trình này đã trải qua bao nhiêu thời gian. Thậm chí còn có đại chiến lần trước, đều hoàn toàn không có dấu vết của hắn. Hắn đang chờ đợi một cơ hội mà ta tuyệt đối không thể chạy thoát. Giờ khắc này, cả người Lý Thanh có chút không ổn. Không ngừng cẩn thận thăm dò, hắn phát hiện mệnh kiếp lần này. Quả thực khó khăn trước nay chưa từng có. Khắp nơi đều là địch nhân, không có bất kỳ người nào đáng giá tín nhiệm. Tất cả tựa hồ đều ở trong tính toán của người khác. Từng đôi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào hắn. Trong lòng Lý Thanh lóe lên vô số suy nghĩ, ánh mắt của Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh Đế Quân đều chú ý đến nơi này, cho tới bây giờ hắn mới nhận ra chuyện này. Điều này thật sự khiến hắn khó mà tiêu tan. Xem ra phương hướng suy nghĩ của ta vẫn còn quá hẹp, lần mệnh kiếp này, dường như tất cả mọi người đã nhận ra sơ hở lớn nhất của ta. Như vậy, ta phải suy tính kẻ thù mà ta có khả năng có thể làm một lần. Giờ khắc này, Lý Thanh bắt đầu giả thiết và suy tính. Toàn bộ 4 vực Cửu Châu mà hắn biết, tu sĩ kiếp cảnh, tu sĩ trường sinh, 5 đại tiên nhân, 3 đại trí tuệ logic quái dị, hiên viên trường long, thậm chí là tôn càn khôn. Hắn đưa ra một giả thiết với mỗi người, lợi dụng ngọc bản để khôi phục tin tức. Nhưng kết quả khiến hắn cũng rất bất đắc dĩ, ngoại trừ Quang Minh Đế Quân âm thầm ẩn núp ra, hắn không suy tính ra bất luận kế hoạch nào. Tất cả mọi người không có quyết định muốn làm gì. Nhưng bọn họ đều có một quyết định thống nhất, đó là chờ đợi trận chiến cuối cùng của Thiên Mệnh Chi Chiến diễn ra. Lúc đó bọn họ mới có thể lên kế hoạch, đó là lúc Lý Thanh chân chính vào trận không còn đường để trốn. Ngọc Bản nắm giữ tin tức quá khứ, cho dù là một giây cũng là quá khứ. Lý Thanh nhìn thông tin trên miếng ngọc, xem ra bọn họ đều đã chú ý tới chỗ thiếu hụt của miếng ngọc. Lần này nếu như không phải ta lợi dụng dịch đạo, chỉ sợ trước tiên sẽ bị loại. Như vậy bây giờ ta nên làm thế nào? Tuy rằng mọi chuyện vẫn chưa xảy ra nhưng Lý Thanh đã nhìn thấy nguy cơ. Hắn không thể đợi đến khi nguy cơ phát sinh mới quyết định được. Như vậy tôn tử, minh giới ma quân, tam đại ma vương chỉ có thể chế tạo giả tượng. Lực lượng cấm pháp rất quan trọng, một khi thi triển, ít nhất ở trước khi chiến tranh chấm dứt, bọn họ sẽ không động thủ. Như vậy điểm mấu chốt chính là sau khi phong thần và sáng lập tam giới. Hiện tại ta còn có một hậu chiêu duy nhất, chính là pháp khí bị luyện chế thành logic và vạn bảo chi tháp chịu ta khống chế. Ở thời điểm thiên đạo luân hồi thành lập, lực lượng thế giới sẽ rót vào trong đó, mà lúc đó tất cả pháp khí đều sẽ bởi vì loại tình huống này mà lâm vào trạng thái tạm thời không thể vận dụng. Lúc ta sáng lập thiên đạo La Bàn, rõ ràng đã xuất hiện loại tình huống này. Thời gian này ít nhất sẽ kéo dài một lát. Như vậy vấn đề lớn nhất ngay ở chỗ, ta phải làm thế nào để chống đỡ qua một khắc đồng hồ này.
bọn họ có thể trong giây lát này tiến hành thanh tẩy tất cả mọi người trên toàn bộ chiến trường hay không? Minh giới ma quân nếu thua ở trong tranh đấu, hắn cũng có khả năng bí quá hóa liều thành tựu tiên nhân ngay tại chỗ, sau đó bức Bách Lý Thanh Liên sắc phong hắn làm người thiên mệnh phong thần. Nó là một nhân tố không thể khống chế, nếu quả thật làm như vậy phong ấn tất phá, ta cũng có cơ hội có thể thoát thân mà ra. Tôn tử người này cũng không đáng tin, nhưng hắn cũng có một nửa tỷ số thắng, ta rất khó phán đoán bọn họ ai thắng ai thua. Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng tu tiên lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1235, Man Thiên Quá Hải, Tôn Tử chấn động. Giải thích, Man Thiên Quá Hải nghĩa là dối trời qua biển, ý nói lừa dối, là một trong 36 kế. Hết giải thích. Nếu tất cả các ngươi cho rằng ta hẳn phải chết, vậy ta chết một lần cũng không phải là không thể được. Chỉ cần hạt giống văn minh của ta chân linh bất diệt, trận chiến này ta sẽ thắng. Trong lòng Lý Thanh vận chuyển dịch đạo, yên lặng suy tính thủ đoạn trốn tránh Thăng Thiên. Không biết qua bao lâu, hắn chợt thấy một phương pháp khả năng. Trong tâm linh, vạn bảo chi tháp chìm nổi trong thức hải của hắn. Trong nguyên thần, Lý Thanh thi triển nhân đạo văn minh hồng lưu. Nhưng lần này pháp thuật rất đặc thù, trong một mảnh kim quang nguyên thần của hắn phân ra một tia. Trong nguyên thần ẩn chứa hạt giống văn minh chi lý, thậm chí ngọc bản cũng nằm trong nguyên thần. Một tia nguyên thần và hạt giống văn minh chi lý, còn có miếng ngọc đã trở thành trung tâm của hắn. Ngay sau đó, một tia nguyên thần và hạt giống văn minh chi lý này ở dưới lực chư thiên văn minh trường hà tiến vào vạn bảo chi tháp. Nơi này có tinh thần thể của vạn bảo bất diệt đạo quân. Một tia nguyên thần và hạt giống văn minh chi lý này cùng với miếng ngọc đều tiến vào trong cơ thể tinh thần, nhanh chóng khống chế tinh thần thể này. Chư thiên văn minh hơi rung động, tinh thần thể nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành một đạo ấn ký màu xanh. Một cái lóe lên liền xâm nhập vào trong vạn bảo chi tháp. Nơi này là vị trí của logic tầng dưới chót, chỉ có điều lúc này logic tầng dưới chót đã bị nhiễm lên một tầng màu xanh. Ấn ký màu xanh này xâm nhập vào trong đó, biến thành một bộ phận của ánh sáng màu xanh. Lúc này, ý chí của Lý Thanh đang khống chế ba đại thân của mình trong vạn bảo chi tháp, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Nếu là kết cục chắc chắn phải chết, vậy thì tìm đường sống trong chỗ chết. Tam đại chân thân của ta xác thực sẽ chết, nhưng chỉ cần một tia ý chí cùng tinh thần này của ta bất diệt. Chỉ cần một khe hở mở ra, ta liền có thể dùng chân linh niết bàn bất tử mệnh trở về động thiên. Khí số tự nhiên theo đó mà đến, đạp phá pháp tướng tự không có vấn đề. Tiếp theo, chính là chờ đợi quyết chiến cuối cùng đến. Còn phải sắp xếp thêm một số thứ khác mới được, đã phát hiện ra sơ hở, như vậy cục diện sẽ phải dựa theo kế hoạch của ta. Vẻ mặt Lý Thanh thoáng ngưng trọng, một bản sao từ trong cơ thể hắn bước ra, cầm vạn bảo tháp hóa thành một hạt, bụi, lặng lẽ rời khỏi đội quân đang tấn công thành phố này. Hiện tại phục chế thể của Lý Thanh đang tiến gần về phía quân đội chủ lực của Lý Thanh Liên. Đảo mắt đã nửa canh giờ trôi qua, Lý Thanh đã đi tới chỗ quân đội chủ lực của Lý Thanh Liên. Hắn hóa thành hạt bụi không tiếng động xâm nhập vào trong quân doanh, rất nhanh hắn đã tìm được chỗ của Tôn Tử. Lúc này Tôn Tử ngồi trên một chiếc xe ngựa, tọa trấn ở phía sau đại quân. Bên cạnh còn có hai chiếc xe ngựa khác, bên trong đều là tu sĩ đạo thống kiếp cảnh ủng hộ Lý Thanh Liên. Tôn Tử ánh mắt hơi lóe lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Sao ngươi lại tới đây? Logic của Tôn Tử vẫn luôn bao trùm toàn bộ bên trong xe ngựa, bất luận kẻ nào tiến vào đều sẽ trực tiếp kinh động logic của hắn. Lý Thanh nhìn hắn, trên mặt lộ ra ý cười. Ta nói cho ngươi biết vài tin tức, ngươi cứ nói. Sắc mặt Tôn Tử bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn giận hờn. Kẻ địch lớn nhất của ngươi đã xuất hiện khi tranh đoạt vị trí đệ cửu tiên. Là ai? Trong mắt Tôn Tử lộ ra một tia ngưng trọng. Gia chủ Tạp gia Lữ Xuân Thu, nhưng người này đã bị luân hồi ma quân chuyển sinh ở minh giới đoạt xá. Đến lúc đó, ngươi phải đối mặt với một vị tiên nhân chân chính, nhưng đối phương sẽ giấu giếm thân phận đại chiến với ngươi. Hiện tại hắn không biết mình đã bại lộ, cho nên ngươi cần vạch trần thân phận của hắn trong trận chiến danh ngạch. Sau đó lại lợi dụng rất nhiều lực lượng kiếp cảnh, phối hợp ngươi trấn áp hắn diệt sát. Lúc đó ngươi có thể thể hiện ra chiến lực cấp bậc tiên nhân, thu hoạch vị trí tiên thứ 9 chính là thuận lý thành chương. Ngũ đại tiên nhân tam đại trí tuệ, quái dị logic, đến lúc đó nhìn thấy lực lượng của ngươi,
cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, bọn họ trong thời gian ngắn không xuống được, ngươi chính là vô địch. Nhưng trước lúc này, ngươi nhất định phải khiến Lý Thanh Liên đạt được thắng lợi cuối cùng. Nếu không ngươi sẽ phải đối mặt với đại địch thứ hai. Nghe nói như thế, Tôn Tử cũng sửng sốt. Ai? Lúc này Tôn Tử nghĩ mãi mà không rõ, ngoại trừ vị tồn tại thần bí cao duy này ra, còn có ai có thể làm cho mình gặp phải nguy cơ. Đại địch thứ hai của ngươi là Hiên Viên Trường Long. Cái gì? Là hắn? Không sai, ngươi biết hắn là ai không? Khẽ lắc đầu, Tôn Tử ánh mắt ngưng trọng nói, hắn là ai? Ngươi nên biết, trước ta, trên thế giới này còn có một người thần bí không có mạng. Tôn Tử nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói chính là người kia, ta biết hắn, thậm chí ta còn từng gặp qua hắn. Nghe nói như thế, Lý Thanh lập tức cảm thấy hứng thú, nói nghe thử, ta cảm thấy rất hứng thú với người này. Tôn Tử nhìn Lý Thanh thật sâu, vẻ mặt dường như lâm vào hồi ức nào đó. Người này xuất hiện ở thời điểm Nhân Đạo Hoàng Triều. Lúc ấy phụ hoàng ta đưa hắn đến triều đình. Hắn đảm nhiệm vị trí quốc sư, cống hiến rất nhiều sách lược, còn lợi dụng đạo phong thủy, chế tạo ra một ít kiến trúc cỡ lớn có thể trấn áp tu sĩ. Lai lịch của hắn thần bí khó lường, mà chỗ lợi hại nhất của hắn là hắn tựa hồ có năng lực nào đó có thể dự đoán vận mệnh cùng tương lai. Mỗi một lần chúng ta gặp phải nguy cơ trọng đại, hắn đều có thể biết trước. Thậm chí so với Quan Tinh đại sư trên đài quan sát còn nhìn thấy sâu xa hơn. Thậm chí có thể miêu tả chi tiết tương lai. Vì Nhân Đạo Hoàng Triều chúng ta cứu vãn không biết bao nhiêu tai nạn. Để chúng ta một lần chiếm thượng phong trong đại chiến với tu sĩ, danh tiếng quốc sư, danh chính là thực quy. Lý Thanh nghe nói như thế thì trong lòng cả kinh, tiếp đó trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm. Người này là tu sĩ, có thể quan sát tương lai. Không sai, Tôn Tử ngưng trọng nói, hắn là tu sĩ, năng lực hắn có thể nhìn thấy tương lai lại không giống như pháp thuật nào đó. Bởi vì tương lai thay đổi thất thường, ai cũng không thể nói mình có thể nhìn thấy tương lai chuẩn xác. Mà tương lai hắn nắm giữ, hầu như bên trong 10 cái có 9 cái đều là chính xác, chỉ có một khả năng xuất hiện sai lệch nhất định, nhưng cũng không phải hoàn toàn không trúng. Hắn giống như tận mắt nhìn thấy tương lai. Lý Thanh nghe nói như thế, trong lòng chấn động. Nhưng lúc này, hắn lại nghĩ tới lần đầu tiên mình giao thủ với đối phương rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Có lẽ trên tay hắn cũng nắm giữ bảo vật nào đó, liên quan đến vận mệnh thời gian, cho nên mới có thể để cho hắn cơ hồ có thể toàn trung tương lai. Nhưng thời điểm đối mặt ta rõ ràng mất đi hiệu lực. Hai nguyên nhân, hoặc là bởi vì ta là người không có mạng, ở trong xác định vận mệnh mà hắn nhìn thấy không có sự tồn tại của ta. Hoặc là lực lượng của miếng ngọc có thể vặn vẹo định nghĩa tương lai của bảo vật này. Trong lòng như có điều suy nghĩ, mà lúc này Tôn Tử còn nói thêm, sau đó, người này sau một trận đại chiến không biết tung tích. Nhân Đạo Hoàng Triều ta cũng bắt đầu dần dần suy bại từ khi đó, cuối cùng đi về hướng diệt vong. Nếu là hắn, chỉ sợ bây giờ đã bước vào cấp bậc kiếp cảnh, coi như có thể phích lịch tiên nhân cũng chưa chắc không thể. Chương 1236, Quốc sư Nhân Đạo, đại địch thứ ba. Trong mắt Tôn Tử bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, ta hiểu được, hắn thông qua phương pháp nào đó hoặc là xác định đối với tương lai, xoay người trở thành thiên mệnh chi tử. Chỉ cần hắn trở thành thiên mệnh chi tử, lập tức sẽ sắc phong mình là người phong thần cho thiên mệnh. Đến lúc đó tất cả mưu đồ của chúng ta đều mất đi tác dụng, hắn căn bản sẽ không cho chúng ta cơ hội. Thiên mệnh tại thân, rất nhiều tiên nhân cùng trí tuệ logic quái dị cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Trong nháy mắt Tôn Tử đã hiểu ý của Lý Thanh. Trận chiến này nhất định phải thắng, một khi thua sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Bọn họ không thể nhúng tay vào thiên mệnh chi tranh, nhúng tay vào thì không phải là thiên mệnh. Lực lượng thiên mệnh ẩn, chứa vận mệnh thần bí nào đó, phải do thiên mệnh chi tử tranh đấu trong chiến tranh, không thể có lực lượng cao hơn bọn họ giết chết bọn họ. Nếu như tầng cấp lực lượng ngang bằng với bọn họ hoặc là thấp hơn bọn họ, lại thuộc về một phương trận doanh thiên mệnh khác, như vậy giết chết đối phương cũng phù hợp với trình tự thiên mệnh. Nếu không, vận mệnh sẽ không thể thành hình, sẽ không thể sinh ra thiên mệnh hoàn mỹ hợp nhất. Tác dụng lớn nhất của thiên mệnh chính là sẽ đạt được một lần cơ hội điều động tất cả lực lượng như logic vận mệnh bổn nguyên của thế giới. Loại lực lượng này có thể thay trời đổi đất, biến tất cả lực lượng không có khả năng thành có thể. Lúc ở Ngô Đồng Đại Lộ, Lý Thanh đã từng trải nghiệm qua loại lực lượng thiên mệnh này. Rõ ràng vô hình vô tướng,
nhưng lại thần kỳ như thế, biểu hiện ở các mặt. Tôn Tử nghĩ tới đây trong lòng không khỏi ngưng tụ, nhưng như vậy thì có phiền toái lớn rồi. Chỉ sợ hắn đã đạt đến cấp bậc kiếp cảnh, đoán chừng là đã nhận ra kế hoạch lục đạo phong thần, cho nên đã bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm. Trên chiến trường nếu hắn thật sự tranh đấu với Lý Thanh Liên, Lý Thanh Liên không có bất cứ cơ hội nào, chỉ có một con đường chết. Hắn nhất định sẽ là thiên mệnh chi tử. Nghĩ tới đây sắc mặt Tôn Tử trở nên vô cùng âm trầm. Lý Thanh nhìn sắc mặt hắn thay đổi, trong lòng lại hiện lên ý cười nhàn nhạt. Không sai, trận chiến này nếu như bình thường mà nói là phải thua không thể nghi ngờ. Lý Thanh Liên không có bất cứ cơ hội nào. Tôn Tử nghe nói như thế, ánh mắt khẽ động nhìn về phía ông ta, xem ra đạo hữu đã có thủ đoạn. Không sai, ngươi có biết thân phận thật sự của Lý Thanh Liên là gì không? Không biết, hắn là ai? Trong mắt Tôn Tử lộ ra vẻ tò mò. Hắn là huyết mạch cuối cùng của Lý Gia Vương Triều Đại Đường. Cái gì? Làm sao có thể? Tôn Tử cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Huyết mạch Đại Đường Vương Triều hẳn là sau khi Khôn Thái Đế tử vong, cũng đã bị cùng một chỗ thanh trừ mất. Bởi vì lúc ấy ta cùng Khôn Thái Đế làm một vụ giao dịch. Ta giúp hắn bảo vệ huyết mạch cuối cùng của hắn, mà hắn muốn hoàn thành công đạo của ta. Tôn Tử hít một hơi thật sâu, nhìn Lý Thanh trước mắt, trong lòng hắn ta dâng lên sóng gió ngập trời. Hắn ý thức được Lý Thanh đã sớm tính toán trận thiên mệnh chi tranh này, Lý Thanh Liên đã sớm là quân cờ hắn bày ra từ lâu. Vì khóa chặt toàn bộ chiến trường thắng cục, Đại Đường Vương Triều huyết mạch quả thực chính là một cái vương nổ. Hơn nữa một khi nổ tung, ai cũng không thể ngăn cản, ngay cả tiên nhân dáng thế, một cái không tốt cũng có thể sẽ vẫn lạc trong đó. Ánh mắt Tôn Tử thay đổi liên tục, ông ta đã biết rốt cuộc Lý Thanh chuẩn bị hậu chiêu gì. Đại Đường 300 năm lập quốc đã dựng dục ra một tia lực lượng cấm pháp chi đạo. Loại lực lượng này đến từ nhân đạo, là kỳ vọng của ngàn vạn chúng sinh, kỳ vọng hòa bình không có, phân tranh, kỳ vọng mưa thuận gió hòa, là một loại đại nguyện lực. Loại nguyện lực này cường đại đến mức có thể vặn vẹo tất cả logic. Một đế quốc càng cường đại, loại lực lượng này cũng càng cường đại, phạm vi có thể bao trùm cũng càng lớn. Nếu như một đế quốc bấp bênh, như vậy khu vực loại lực lượng này có thể bao trùm liền càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng cũng chỉ có bên người hoàng đế có thể triển khai loại lực lượng này. Đây là đòn sát thủ lớn nhất của nhân đạo hoàng triều ta ở thời đại quá khứ, có thể áp chế tiên đạo tu sĩ. Không ngờ, bây giờ cỗ lực lượng này lại có thể giúp ta trùng kích tiên nhân chi đạo. Dư trạch của nhân đạo hoàng triều xem ra vẫn còn chiếu cố ta. Trong mắt Tôn Tử lóe lên thần sắc phức tạp, khẽ thở dài, có chút phiền muộn nói, nhân quả thế gian luôn kỳ diệu như vậy. Năm đó hắn vì bảo trụ một tia huyết mạch cuối cùng của nhân đạo, sau khi thương lượng với phụ hoàng của hắn, giả ý phản bội nhân đạo đầu nhập vào trong vòng tay của tiên đạo. Trong quá trình này, không biết bao nhiêu đồng bào đạo tộc chết trong tay hắn. Hiện tại ở thời điểm cuối cùng này, lại là lực lượng nhân đạo phụ trợ hắn trở thành tiên thứ 9 giữa thiên địa. Lúc này Tôn Tử đột nhiên có chút lệ nóng doanh tròng. Vô số năm chờ đợi dày vò, vô số đồng bào chết ở trong tay hắn, một vài gương mặt hiện lên trong mắt hắn. Giờ khắc này, hắn có một loại cảm giác sứ mệnh cường đại. Hoàng tử Hoàng Triều thứ 9 của nhân đạo ta nhất định sẽ khôi phục nhân đạo một lần nữa. Nhất định không phụ máu tươi của vô số người nhân đạo Hoàng Triều ta. Trong mắt hắn hiện lên một tia kiên định, khí tức trên người Tôn Tử cũng vì đó mà biến đổi. Trong cơ thể hắn có ba loại diễn sinh logic, lúc này ba loại logic này đang tản ra một loại quang huy kỳ diệu. Dường như sắp hòa tan thành một loại lực lượng thần bí, nhưng lực lượng này lại không đủ viên mãn. Dường như trên thân thể Tôn Tử có một chỗ thiếu hụt nào đó. Xem ra ngươi biết nên sử dụng lực lượng trên người Lý Thanh Liên như thế nào. Lý Thanh chậm rãi nói, ta biết nên làm như thế nào rồi. Ngươi yên tâm, trận chiến này chúng ta nhất định sẽ thắng. Trong mắt Tôn Tử hiện lên vẻ mỉm cười, hắn đã nắm chắc 10 phần. Lúc này Lý Thanh lại lắc đầu, tuy đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng mọi chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ, bởi vì ngươi có thể còn có kẻ địch thứ ba. Tôn Tử vốn nắm chắc thông minh nghe nói như thế, nhất thời sững sờ, tiếp theo nhíu mày thật sâu. Sao còn có kẻ địch thứ ba? Vậy người kia là ai? Ngươi cảm thấy có mấy tồn tại địa vị cao để mắt tới nơi này? Lý Thanh thản nhiên hỏi. Tôn Tử nghe nói như thế cũng hít vào một ngụm khí lạnh, ý của ngươi là trừ Minh Giới Ma Quân còn có người đến. Đúng vậy, Minh Giới Ma Quân là chúa tể của âm giới vạn cổ.
mà một người khác là chúa tể đến từ Vĩnh Hằng Thiên Vực, ngươi cũng có thể gọi hắn là Quang Minh Đế Quân. Ánh mắt Tôn Tử thâm thúy, trái tim của hắn đều đang đập thình thịch. Hắn không ngờ, Cửu Châu Tứ Vực bọn họ lại đã hấp dẫn ánh mắt của hai vị tồn tại cao duy. Đây quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn thật sự không hiểu hết thảy là vì cái gì. Vì sao lại có hai vị tồn tại cao duy chú ý tới nơi này? Thật sự không nhịn được tò mò, Tôn Tử lại đưa ra nghi vấn với Lý Thanh. Lý Thanh nghe vậy khẽ lắc đầu, có lẽ là vì phong ấn của trời. Dù sao nơi đó có hai khái niệm logic tồn tại. Chỉ sợ là muốn tìm ra sơ hở của bọn họ, nuốt bọn họ. Để cho mình suy luận càng thêm hoàn mỹ, đạp vào cảnh giới cao hơn đi. Tôn Tử nghe vậy ánh mắt trầm xuống, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Đạo lý này hắn vẫn hiểu được. Hắn hiện tại là ai? Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng Tu Tiên Lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1237, lựa chọn duy nhất, kỹ năng diễn xuất nhất lưu. Tam Đại Ma Vương, Lý Thanh thản nhiên nói. Cái gì? Làm sao có thể? Tôn Tử có chút khó tin. Hắn không ngờ lại có ba vị kiếp cảnh bị một tồn tại cao duy khác khống chế. Không có gì là không thể. Bây giờ ngươi phải hiểu rằng, cho dù đánh bại Hiên Viên Trường Long, ngươi vẫn có thể đối mặt với hai tồn tại cao duy. Bọn họ sẽ ở trên lôi đài lấy thân phận tu sĩ kiếp cảnh chiến đấu với ngươi. Hơn nữa bọn họ nhất định có thể thắng đến cuối cùng. Mà ngươi cũng phải nhẫn nại, không bại lộ thực lực, kéo dài tới lúc chỉ còn ba người các ngươi cuối cùng. Thể hiện ra chiến lực cấp bậc tiên nhân, cưỡng ép trấn áp đối phương. Đương nhiên, lúc đó, nếu như ngươi có thể bức lực lượng chân chính của bọn họ ra, ngũ đại tiên nhân sẽ phát hiện thân phận chân thật của bọn họ. Đến lúc đó ngươi đã chiến thắng tất cả mọi người, lại trấn áp ngoại địch đến từ cao duy. Dù ngươi thể hiện ra chiến lực cấp tiên nhân, trong thời gian một khắc đồng hồ tiên nhân không thể hàng lâm, ngươi chính là vô địch. Ngươi có thể yêu cầu Lý Thanh Liên lập tức sắc phong ngươi làm người phong thần. Lý Thanh Liên hẳn là sẽ không cự tuyệt ngươi. Nếu như ngũ đại tiên nhân ngăn cản, ngươi lập tức động thủ giết sạch tất cả tu sĩ kiếp cảnh. Thời gian một khắc đồng hồ, có một vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic, một món chí bảo thành đạo, còn có chiến lực tiên nhân của bản thân ngươi, tương đương với bật hết hỏa lực của ba vị tiên nhân. Không có tu sĩ kiếp cảnh nào có thể ngăn cản được ngươi. Đây chính là lực lượng thắng lợi của ngươi, cơ hội trấn áp tất cả. Lý Thanh thản nhiên nói, nhưng mục đích thật sự của hắn là chỉ dẫn Tôn Tử một hướng. Một phương hướng cưỡng ép đạt được tư cách phong thần. Nếu như ngũ đại tiên nhân thật sự phong tỏa chiến trường, như vậy một khi Tôn Tử mở ra mô thức giết chóc, phong ấn tự nhiên sẽ bị phá, mà hắn có thể thong dong rút đi. Nếu như ngũ đại tiên nhân thừa nhận thân phận Tôn Tử liền có thể chi phối tam giới phong thần còn có thiên đạo luân hồi kiến tạo. Trong quá trình này, Vạn Bảo Chi Tháp tất nhiên sẽ thoát khỏi khu vực phong ấn. Hắn cũng có thể thi triển pháp thuật của mình để đột phá vòng vây. Bất luận kết cục nào, cuối cùng hắn đều có thể thong dong rút đi. Nói xong, Lý Thanh vung tay lên, Vạn Bảo Chi Tháp xuất hiện trong tay hắn. Đây là bảo vật thành đạo của Vạn Bảo Bất Diệt Đạo Quân, lại thêm Hủy Diệt Chi Kiếm trong tay ngươi, trận chiến này ngươi thắng chắc rồi. Vung tay lên, Vạn Bảo Chi Tháp đã rơi vào trong tay Tôn Tử. Ánh mắt Tôn Tử lộ ra một tia ngưng trọng, lực lượng bàng bạc rót vào trong Vạn Bảo Chi Tháp. Rất nhanh hắn liền phát hiện mình tùy thời có thể sử dụng món bảo bối này, nhưng hắn có một loại dự cảm, món bảo bối này mình không cách nào trưởng khống tuyệt đối. Nhìn Lý Thanh thật sâu, hắn đã suy nghĩ ra vài thứ. Trước khi hắn bước vào Đệ Cửu Tiên, hắn nhất định sẽ đứng cùng một chiến tuyến với Lý Thanh. Ta biết nên làm như thế nào rồi. Ngươi yên tâm, kế hoạch của chúng ta sẽ tiến hành thuận lợi. Trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười, ta hy vọng ngươi hiểu rõ, có một minh hữu âm thầm, có đường tiến thối trong rất nhiều chuyện. Dứt lời, bóng dáng Lý Thanh lặng lẽ vỡ vụn biến mất. Ánh mắt Tôn Tử nhìn hắn biến mất ảo ảnh, ánh mắt lại rơi vào hai món đồ trong tay mình. Vạn Bảo Chi Tháp, Hủy Diệt Chi Kiếm, một trong những khí cụ gánh chịu thiên đạo luân hồi. Ít nhất trước khi trở thành tiên nhân, chúng ta sẽ là đồng minh. Về phần sau này còn có thể trở thành minh hữu hay không, vậy phải xem ngươi còn có giá trị gì. Trong lòng yên lặng hiện lên ý nghĩ này, Tôn Tử thu hai kiện vật phẩm vào trong tay áo. Lúc này, chỗ sâu nhất trong Vạn Bảo Chi Tháp,
Ấn ký của Lý Thanh ẩn sâu trong dấu vết của pháp khí logic. Rất tốt, tiếp theo chính là cách không điều khiển tam đại chân thân. Trận này, ta nhất định phải thắng. Trong thế giới tinh thần, Lý Thanh không ngừng vận chuyển dịch đạo. Các phương diện kiểm tra đo lường các loại sắp xếp của mình, đồng thời không ngừng suy tính tất cả nguy cơ có thể gặp phải trên chiến trường cuối cùng. Ban đêm, trong quân trướng của Lý Thanh Liên, thân ảnh Tôn Tử lặng yên tiến vào nơi này. Lý Thanh Liên nhìn Tôn Tử bỗng nhiên đến, sắc mặt hơi đổi, lập tức đứng lên. Chắp tay với Tôn Tử, Lý Thanh Liên, ra mắt tổ sư. Làm đệ tử binh gia, Tôn Tử là tổ sư của nhất mạch hắn, hắn phải chấp hành lễ đệ tử. Tôn Tử nhìn hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ doanh trướng. Giờ khắc này, tin tức gì cũng không thể truyền ra ngoài. Trên mặt Lý Thanh Liên lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng hắn biết đối phương sẽ không có ác ý gì đối với hắn. Tổ sư mời ngồi, Lý Thanh Liên cung kính nghênh đón Tôn Tử lên chủ vị, mà mình thì ngồi ở phía dưới. Tổ sư đại giá mà đến là có chuyện quan trọng muốn dạy ta. Trên mặt Lý Thanh Liên tràn đầy nghi hoặc. Tôn Tử bình tĩnh nhìn Lý Thanh Liên, ngươi biết thân phận của mình chứ? Lý Thanh Liên nghe nói như thế, trong lòng nhất thời lộp bộp một chút, hắn ý thức được lời này của Tôn Tử có ý khác. Sắc mặt nghiêm túc, hai tay ôm quyền, đệ tử chính là người của binh gia, cũng là người có thiên mệnh được binh gia nâng đỡ. Nhất định sẽ giành được tiên cơ cho binh gia cướp lấy thiên hạ, giành được tiên cơ cho tổ sư. Đệ tử không dám quên chuyện này. Lúc này Lý Thanh Liên dõng dạc nói, cả người giống như được tiêm máu gà. Tổ sư có bất kỳ phân phó nào, đệ tử không màng sống chết cũng phải làm cho tổ sư. Tôn Tử lặng lặng nhìn Lý Thanh Liên, nếu không phải Lý Thanh Liên nói cho hắn biết, hắn tuyệt đối không thể tin được trước mắt tự nhiên lại là huyết mạch đại đường. Hơn nữa nhìn đối phương đối với thân phận của mình kỳ thật đã sớm biết được. Bây giờ bộ dáng của đối phương thật khiến hắn không tìm ra một chút khuyết điểm nào, phái diễn xuất tuyệt đối, tâm cơ thâm trầm. Không, ta không phải nói thân phận này của ngươi, mà là một thân phận khác. Một cây huyết mạch cuối cùng của đại đường Vương Triều, đúng không? Tôn Tử bình tĩnh nhìn Lý Thanh Liên. Trong lòng Lý Thanh Liên rung động mạnh, hắn không biết Tôn Tử làm sao biết được, nhưng hiện tại hắn cảm giác được một luồng khí tức tử vong bao phủ trong lòng. Nhưng trong nháy mắt hắn liền kiềm chế tất cả sợ hãi trong lòng, sắc mặt mờ mịt nói, tổ sư, đây là ý gì? Lý Thanh Liên để cho khuôn mặt của mình tim đập, hoàn toàn tựa như một người không rõ ràng cho lắm. Tôn Tử thấy một màn như vậy, trên mặt lại lộ ra nụ cười, ngươi không cần khẩn trương, ta cũng không phải đến hưng sư vấn tội. Trận tranh đoạt thiên mệnh này có sóng gió quỷ quyệt, không biết có bao nhiêu nhân vật thần bí cuốn vào trong đó. Trong đó bao gồm cả một kẻ địch lớn của ngươi và tương lai, Hiên Viên Trường Long. Nghe nói như thế, Lý Thanh Liên sắc mặt sửng sốt, nhìn bộ dáng Tôn Tử, hắn tin tưởng đối phương tựa như thật sự không có khởi binh vấn tội. Sau khi thoáng trầm mặc, Lý Thanh Liên cúi người bái nói, kính xin tổ sư giải thích nghi hoặc cho ta. Thân là hoàng giả, co được giãn được. Thân là binh giả, hư thực tự khống chế. Lúc này hắn nhìn qua liền phảng phất bỗng nhiên hiện ra chân diện mục, thể hiện ra chân thành của mình, lại cho thấy mình thần phục. Chương 1238, Thanh Liên rung động, cơ hội duy nhất. Nhưng trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Sắc mặt Tôn Tử rất bình tĩnh, Hiên Viên Trường Long là thiên mệnh chi tử, nhưng hắn cũng là một người thần bí không có mạng sống trong thời thượng cổ. Ở thời kỳ nhân đạo Hoàng Triều đã xuất hiện, vẫn ẩn nấp cho tới bây giờ. Hắn thông qua một loại thủ đoạn nào đó trở thành thiên mệnh chi tử, mục đích là vì cướp đoạt thiên hạ, sau khi đăng cơ xưng đế, sau đó sắc phong chính mình làm người phong thần. Mục đích là thu hoạch được vô tận khí số, cọ rửa căn cơ trở thành đệ cửu tiên giữa thiên, địa. Cho nên thật sự lên chiến trường, khi các ngươi phát sinh thiên mệnh chi tranh, ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay hắn. Tôn Tử không giấu giếm, nhàn nhạt nói. Lý Thanh Liên thần sắc chấn động, đồng tử co rụt lại, nàng không thể tin được Hiên Viên Trường Long lại có lai lịch lớn như vậy. Tiếp theo, trong rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh còn có hai vị tồn tại cao duy đã âm thầm ẩn núp. Thời điểm tranh đoạt danh ngạch phong thần, bọn họ cũng là đại địch của ta. Mà bọn họ đều ẩn nấp trong đại quân của Hiên Viên Trường Long. Ngươi cảm thấy ngươi có phần thắng sao? Ánh mắt Tôn Tử bình tĩnh mà lạnh nhạt nhìn Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên hoàn toàn bị chấn động, hai tin tức này quả thực khiến hắn không dám tin. Trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng trước nay chưa từng có. Xin tổ sư dạy ta.
Lần này hắn lại quỳ gối, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Tôn Tử khẽ gật đầu, vung tay lên, một cỗ lực lượng kỳ diệu liền đem hắn đỡ lên. Phần thắng của ngươi chỉ có một, trên huyết mạch của ngươi. Trong mắt Lý Thanh Liên hiện lên vẻ khó hiểu, tổ sư làm vậy là có ý gì? Ngươi phải phái người xuống dưới chuẩn bị, khai quốc lập chế, đăng cơ xưng đế, kế thừa quốc hiệu Đại Đường. Mà thời gian đăng ký của ngươi chính là thời điểm đại quyết chiến cuối cùng. Ngươi phải chọn chiến trường ở Kinh Thành, nơi đó cũng là nơi ngươi xưng đế. Ngày xưng đế, dựa vào huyết mạch Lý Đường ngươi, hấp thu thể chế Đường triều lưu lại giữa thiên địa, lập tức chính là thiên hạ chính thống. Chúng ta cũng sẽ thi pháp, thông báo cho tất cả thành thị, đến lúc đó nhất định sẽ gợi lên ký ức của tất cả nhân loại. Lòng người nổi lên, thiên địa đều biết, lại thêm ngươi nhất thống nửa giang sơn, lập tức sẽ kích hoạt một tia cấm pháp chi lực tiềm ẩn trong huyết mạch ngươi. Đương nhiên, lúc đó cũng không nhất định là thời điểm các ngươi quyết chiến. Ngươi lợi dụng đạo về cấm pháp, đánh cho Hiên Viên Trường Long không kịp trở tay. Đạo cấm pháp bao phủ toàn bộ chiến trường, sẽ không còn bất kỳ đạo pháp thần thông nào có thể nhúng tay vào trong đó. Cho dù Hiên Viên Trường Long hắn đã là tu sĩ kiếp cảnh, dưới sự bao phủ của cấm pháp chi đạo, hắn cũng chỉ có thể vật lộn huyết nhục với ngươi. Mà đó chính là cơ hội thắng lợi của ngươi. Ít nhất có thể san bằng tỷ số thắng thành 50%. Lúc quyết chiến, ngươi phải dùng đạo ngự binh của binh gia đại chiến với đối phương, tranh thủ từng chút một cơ hội chiến thắng, cho đến cuối cùng tiêu hao đối phương đến chết. Nghe được kế hoạch của Tôn Tử, trong mắt Lý Thanh Liên lập tức sáng lên. Kế hoạch này đan xen vào nhau, một khi hoàn thành, không chỉ có thể làm suy yếu ưu thế của đối phương, còn có thể phát huy ra ưu thế của nhà tướng. Không có lực lượng siêu phàm, binh gia bài binh bố trận, trời sinh đã mạnh hơn bất cứ đạo thống nào khác. Một con đường thênh thang xuất hiện trước mắt Lý Thanh Liên. Đa tạ tổ sư chỉ giáo, đệ tử hiểu nên làm như thế nào. Nhưng có một vấn đề. Trong mắt Lý Thanh Liên hiện lên một tia do dự. Ngươi nói đi. Đứa cháu bình tĩnh nói. Nếu ta đăng cơ xưng đế, mở ra cấm pháp chi đạo, một thân tu vi này của ta đều sẽ hóa thành hư không. Từ xưa đến nay, hoàng đế khai quốc đều sẽ không có tu vi, ai cũng không chạy thoát được. Tôn Tử ha ha cười, việc này rất đơn giản. Sau khi ngươi thắng lợi, sắc phong ta làm người phong thần, đợi ta bước vào cảnh giới tiên nhân, có thể vì ngươi lưu lại một thần vị. Sau khi ngươi lưu lại huyết mạch kế thừa Đại Đường, liền có thể đăng lâm thiên giới, trở thành thần minh vĩnh sinh. Tu vi tự nhiên cao hơn, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nghe được lời cam đoan của Tôn Tử, trong lòng Lý Thanh Liên lập tức dâng lên một tia vui sướng. Điều này có nghĩa là hắn và Tôn Tử bị ràng buộc bởi lợi ích, đối phương tuyệt đối sẽ không để cho hắn thất bại. Thì ra là thế, đệ tử hiểu rồi. Lúc này trong lòng Lý Thanh Liên có 10 phần nắm chắc, đồng thời bí mật của mình cũng không còn là bí mật. Giang Sơn Lý Đường có thể kéo dài thêm 300 năm nữa, hắn cũng xứng đáng với vị gia gia kia của mình. Mà chính hắn còn có thể đăng lâm thần vị, trở thành thần minh vĩnh sinh. Việc này ngươi phải làm bí ẩn, vào thời khắc sống còn bộc phát, đánh tất cả mọi người trở tay không kịp. Tôn Tử trầm giọng nói, vâng, tổ sư. Trên mặt Lý Thanh Liên lộ ra một nụ cười thâm thúy. Trong đại quân của Hiên Viên Trường Long, lúc này hắn đang yên lặng suy tư điều gì đó. Sâu trong đầu hắn, vòng chữ vạn màu vàng hơi rung rung, bỗng nhiên, trong lòng Hiên Viên Trường Sinh nhảy dựng lên một cái. Một loại nguy cơ không tên bao phủ trong lòng hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Loại cảm giác nguy cơ này. Ánh mắt của hắn tập trung vào bánh xe thần bí trong lòng, lúc này hắn đang nhanh chóng xoay tròn. Cùng lúc đó, hai nơi không người khác, hai đại chân thân của Hiên Viên Long cũng hơi nhíu mày. Hai cái vòng chữ vạn một đen một trắng cũng bắt đầu xoay tròn trong tinh thần của bọn họ. Giờ khắc này, tinh thần ba người bọn họ tựa hồ kết nối cùng một chỗ. Trong tối tăm, trước mắt bọn họ tựa hồ hiện lên một bức họa. Hai đại quân đang điên cuồng chém giết, nhưng bọn họ tựa như phàm nhân, không có bất kỳ lực lượng gì. Hiên Viên Trường Long chú ý tới cờ xí của hai đại quân. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy mình, còn có đối thủ, cùng với quang huy triệt để phong tỏa toàn bộ chiến trường. Tiếp theo một cái chớp mắt, hình ảnh ầm ầm phá toái. Thiên Nguyên Trường Long đột nhiên bừng tỉnh từ trong hình ảnh này. Trên mặt hắn lộ ra một tia âm trầm, vậy là chuyện gì xảy ra? Đạo cấm pháp. Còn có phong tỏa bên ngoài, đó rõ ràng là lực lượng của rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh, còn xen lẫn logic tầng dưới chót của tiên nhân. Đó là một cảnh tượng nào đó trong tương lai,
quyết chiến cuối cùng sao? Lý Thanh Liên lại có thể mở ra cấm pháp chi đạo. Chẳng lẽ hắn là huyết mạch đại đường? Hiên Viên Trường Long cũng là nhà âm mưu, từ xưa đến nay không biết đã góp nhặt được bao nhiêu tin tức. Thế giới này chuyện có thể giấu giếm được hắn cũng không nhiều. Vừa nhìn hắn đã biết đạo cấm pháp, sắc mặt hắn biến ảo không ngừng, trong đầu hắn suy tư đủ loại tin tức. Rất nhiều tiên nhân cùng tu sĩ kiếp cảnh phong tỏa chiến trường, bọn họ rõ ràng là muốn chờ đợi chiến tranh kết thúc, đồng thời mục tiêu của bọn họ là người nào đó hoặc là một số người nào đó. Hừ, thật là ngu xuẩn, cho rằng cấm pháp chi đạo là có thể giết ta. Thủ đoạn bảo bối này của ta giao phó cho ta, thế nhưng là vượt qua ngươi tưởng tượng, vừa vặn có thể tương kế tự kế. Ngươi đã cho rằng cấm pháp chi đạo có thể giết ta, vậy ta sẽ để ngươi tự ăn quả. Ha ha ha, mặc kệ các ngươi có kế hoạch gì, chỉ cần ta thắng cuối cùng, cũng sắc phong mình làm phong thần, các ngươi liền không thể làm gì. Đệ cửu tiên này ta nhất định sẽ làm. Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng tu tiên lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1239, Ký sinh hoàn thành, đế quân hiện tung tích. Hiên Viên Trường Long thông qua dị bảo thần bí trong tay hắn, cưỡng ép nhìn thấy tương lai. Không thông qua dòng sông nhân quả thời gian, mà thông qua một phương thức thần bí nào đó, phát hiện tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Tất cả những điều này không ai biết, một cơn sóng ngầm mãnh liệt, cũng không biết ai là người thắng cuối cùng. Tổ tiên của Tạp gia là Lữ Xuân Thu, lúc này trong thế giới tâm linh của hắn. Bảo vật thành đạo của hắn đang câu thông từng chút với ba khối đá ẩn chứa diễn sinh logic. Hắn đang tìm kiếm tin tức và sơ hở của diễn sinh. Muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn luyện hóa là rất khó khăn, nhưng thông qua căn cơ của mình thành đạo chi bảo lại có thể phát huy ra ba đại lực lượng logic. Thực lực của hắn trực tiếp tăng lên gấp 4 lần trở lên. Kế tiếp chính là mài giũa công phu, thậm chí một khi hắn chiến thắng trong đại chiến cuối cùng, liền có thể lợi dụng vô tận khí số bổ toàn căn cơ. Đồng thời, dùng vận số làm nhiên liệu, tốc độ ngắn nhất phá vỡ những sơ hở của logic này, sau đó dung nhập vào logic của bản thân, một lần hành động đúc thành căn cơ tiên nhân. Nhưng lúc này hắn hoàn toàn không nhận ra khi hắn đụng vào ba viên đá logic của diễn sinh. Logic của hắn cũng đang bị một cỗ ý chí thần bí quan sát. Ý chí của Minh Giới Ma Quân giấu ở bên trong ba khối đá logic, lúc này đã hoàn toàn phục chế lại vị trí của bản thể Lữ Xuân Thu. Minh Giới Ma Quân hơi động ý niệm, Lữ Xuân Thu chợt phát hiện ra việc phân tích ba tảng đá đại logic của mình càng nhanh hơn. Logic của hắn đang nhanh chóng xen vào trong đó, hắn thấy được sơ hở. Theo logic của hắn không ngừng chảy vào, ý thức của hắn cũng không ngừng chảy vào. Hắn có một loại dự cảm, chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ được tất cả logic. Trên mặt lộ ra vui sướng trước nay chưa từng có. Ngay khi toàn bộ ý thức của hắn chảy vào tam đại logic, lực lượng của tam đại logic đột nhiên đan vào nhau. Một cái chớp mắt tiếp theo, ba loại diễn sinh logic trực tiếp biến thành một loại logic tầng dưới chót càng cao thâm hơn. Ý thức của hắn không hề bất ngờ bị khóa lại ở trong logic tầng dưới chót này. Lữ Xuân Thu cũng cảm thấy tai ương ngập đầu. Không, ngươi là ai? Không được, tha cho ta. Lữ Xuân Thu lúc này như vong hồn bay lên, hắn ngửi thấy khí tức tử vong đáng sợ. Tầng dưới chót logic trực tiếp khóa chặt ý thức nguyên linh của hắn. Không có bất kỳ lưu tình trực tiếp phong tỏa hắn, một cỗ lực lượng thần bí xâm nhập tất cả ý thức trong nguyên linh, đồng thời thay vào đó. Tầng dưới cùng của logic thần bí nhanh chóng dung nhập vào bảo vật thành đạo của Tạp gia, biến thành tầng dưới chót hoàn toàn mới. Tiếp theo lại phân hóa thành bốn đạo diễn sinh logic. Đối với Minh Giới Ma Quân mà nói, chỉ cần bắt được sơ hở là có thể dễ dàng thâu tóm dung nhập trong lực lượng bản thân nắm giữ. Trong tầng dưới chót logic này, còn có một tia khái niệm logic bản chất đều xâm nhập đến mỗi một góc của tầng dưới chót hoàn toàn mới logic này. Lữ Xuân Thu mở mắt ra, tuy nhiên lúc này bên trong đã đổi một người khác. Được, bây giờ đã ký sinh thành công. Tiếp theo chính là trận quyết chiến cuối cùng. Phải cố gắng hết sức khiến Hiên Viên Trường Long giành được thắng lợi, trực tiếp giành được tư cách tiến vào trận quyết chiến, tránh cho chiến đấu quá độ bại lộ thực lực. Chỉ cần ta thành đệ cửu tiên, các ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Trong mắt Minh Giới Ma Quân lóe lên một tia băng lãnh. Một phương hướng khác trong đại quân Hiên Viên Trường Long. Nơi này có một doanh trướng, tam đại ma vương ma đạo hội tụ ở đây. Từ sau khi bọn họ bị khống chế,
liền tự biết không còn có cơ hội. Thật ra cả ngày đều rất sợ hãi, mãi đến tận khoảng thời gian trước bọn họ mới nhận được một tin tức. Ba vị ma vương cung kính quỳ trên mặt đất, trước mặt bọn họ đặt một pho tượng kỳ dị. Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh Đế Quân Vĩ Đại. Ba đại ma vương miệng tụng chúa tể, không ngừng cung kính dập đầu, giống như tín đồ. Trong đầu ba người xuất hiện một bóng người hư ảo. Gọi ta có chuyện gì? Thanh âm uy nghiêm vang vọng trong đầu bọn họ. Bách Dục Ma Vương cung kính nói, đế quân vĩ đại, thế cục bây giờ sắp tiến vào trung cục. Đại quân của Hiên Viên Trường Long và Lý Thanh Liên đã sắp đánh vào biên giới của toàn bộ phương Tây. Mấy vị thiên mệnh chi tử phương Tây đã hợp nhất một chỗ, tổng binh lực cao tới 200 vạn, hội tụ ở quan khẩu biên giới Tây Châu. Đại quân chủ lực của Lý Thanh Liên và Hiên Viên Trường Long đại khái còn 2 ngày nữa sẽ đến nơi đó. Quân đội của các chi nhánh khác cũng đang nhanh chóng thu nạp. Biết rồi, tiếp tục quan sát, tìm được người khống chế các ngươi, hắn mới là trọng yếu nhất. Vâng, đế quân. Bóng dáng hư ảo trong đầu bọn họ im ắng biến mất, giống như tất cả mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Bách Dục Ma Vương lúc này hơi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sau này chúng ta có thể sống sót hay không, phải xem vị đế quân này nghĩ như thế nào. Sắc mặt hai vị ma vương khác cũng trầm trọng. Sống chết không thể tự chủ, loại đau khổ này không thể nói cho người ngoài. Hiện tại bọn họ chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, miễn cưỡng sống sót. Ầm ầm ầm. Lúc này, một chi 10 vạn binh mã đang truy kích đại quân phía trước. Đây là đội quân mà Lý Thanh đang khống chế. Bất quá lúc này hắn đóng vai chỉ là một tu sĩ nho nhỏ. Nhưng cả chi đại quân đều ở dưới sự khống chế của hắn, các đại tướng lĩnh hầu như toàn bộ bị độ hóa. Hiện giờ càng ngày càng đến gần kết cục đại chiến, Lý Thanh cũng dốc toàn lực. Trong quân đội bị hắn truy kích phía trước, cũng có một bộ phận binh lính và tướng lĩnh chịu hắn khống chế. Chi quân đội kia có khoảng 3 vạn người, là quân đội của Vương Thiên Thu. Vốn là thủ vững ở một tòa trọng thành, nhưng bây giờ nhận lấy mệnh lệnh bỏ thành mà chạy. Lý Thanh đã sớm biết tin tức, âm thầm bố trí thủ đoạn. Phương hướng bọn họ lẩn trốn là một mảnh sơn đạo núi non trùng điệp. Ngay lúc đại quân phía trước nghỉ ngơi và hồi phục, trên ngọn núi hai bên bỗng nhiên vang lên tiếng gọi ầm ĩ. Giết! Kiến công lập nghiệp, ngay hôm nay! Hai bên trên ngọn núi vang lên tiếng giống rung trời. Hai đội tinh binh đã giết từ trên ngọn núi xuống, dẫn đầu chính là mấy vị tu sĩ nguyên thần do Lý Thanh khống chế. 10 vạn đại quân truy kích phía sau, bỗng nhiên càng nhanh hơn hướng về quân đội Vương Thiên Thu phía trước truy kích mà đến. Trong lúc nhất thời ba mặt vây kín, chi đại quân 3 vạn đạo binh này lần nữa lâm vào trong nguy cơ. Đại quân hai bên trước một bước giết vào quân trận đối phương, trực tiếp chặt đứt ngang hông, xé nát quân trận của bọn họ. Sau đó bọn họ liền lâm vào thế hạ phong. Tiếp theo liền có tướng lĩnh đầu hàng, thời gian ngắn ngủi, chi đại quân 3 vạn này đã bị triệt để nuốt hết. Chuyện 3 vạn đạo binh tù binh rất nhanh đã truyền vào trong tai Lý Thanh Liên. Hai đại quân do chân thân Lý Thanh khống chế, trong khoảng thời gian ngắn các cấp tướng lĩnh đều được đề bạt. Lúc này, một màn này còn phát sinh ở trong ít nhất 5 chi đại quân dưới trướng Lý Thanh Liên. Những đại quân này chỉ huy toàn bộ đều là tu sĩ nguyên thần. Trực tiếp ăn hết 10 mấy vạn binh lực của Vương Thiên Thu và Vĩnh Dạ Đạo Mộng Thiên Cơ. Khiến hai người cảm thấy đau lòng, rồi lại không thể làm gì, bỏ thành mà chạy. Lúc hội tụ binh lực cũng đã định trước sẽ có loại kết quả này. Chương 1240, đề bạt quân công, đoạn tuyệt nguy hiểm. Lý Thanh Liên và Hiên Viên Trường Long cắn quá chặt, hoàn toàn không muốn cho bọn họ cơ hội hội tụ đại quân. Chỉ cần bỏ thành mà chạy, bọn họ sẽ chết mạng truy kích. Mà điều khiến hai người tức giận nhất chính là một khi bị vây hoặc là ở vào hoàn cảnh xấu, đại quân dưới trướng bọn họ luôn luôn sẽ có ít người đầu hàng. Điều này tạo thành phản ứng dây chuyền, gần như không tạo thành ảnh hưởng gì cho đại quân của Hiên Viên Trường Long và Lý Thanh Liên. Chiến đấu đã kết thúc. Những đạo binh bị bắt làm tù binh này còn thuận Lý Thành Trương trở thành phụ binh và pháo hôi dưới trướng đại quân Hiên Viên Trường Long. Trong mấy đại thiên mệnh này, binh lực của Vương Thiên Thu và Mộng Thiên Cơ đã ngã vào thung lũng. Binh lực của Phật Môn là cường đại nhất, 100 vạn người không có một chút hơi nước. Tôn Càn Khôn thông qua các loại nội ứng mà Lý Thanh an bài đã thành công thể hiện ra hiệu quả. Đám người Vương Thiên Thu, những binh sĩ tướng lĩnh đầu hàng dưới trướng thiên mệnh chi tử, tất cả đều là nội ứng dẫn đầu. Lại bởi vì bắt được tù binh,
nên tất cả quân cờ được Lý Thanh chọn chúng đều được thăng chức. Trong khoảng thời gian ngắn đã tiến vào tầng quyết sách của hai thế lực lớn. Tam đại thân ẩn trong quân đội âm thầm điều khiển tất cả, tổng binh lực có thể khống chế đã đạt đến khoảng 50 vạn. Tổng binh lực của Lý Thanh Liên và Hiên Viên Trường Long cũng chỉ hơn 220 vạn, đây còn là thêm trong khoảng thời gian này mộ binh một lần nữa. Một mình hắn đã khống chế 1/4 binh lực của hai bên, trong tương lai khi chiến tranh sẽ sinh ra hiệu quả cực lớn, đủ để chi phối thắng bại của một chiến dịch. Nguyên thần của Lý Thanh ẩn thân trong Vạn Bảo Tháp, thông qua sự liên hệ trong bóng tối, theo dõi toàn bộ chiến trường. Dịch đạo thời thời khắc khắc đều đang vận chuyển, suy tính tiến trình chiến tranh, đồng thời cũng truyền đạt các loại tin tức cho Tôn Càn Khôn. Tôn Càn Khôn cũng sẽ thông qua tin tức của Lý Thanh để thao tác các loại tình huống trên chiến trường, đưa ra các loại đề nghị với Lý Thanh Liên. Nơi Tây Châu và Đường Châu nối liền, nơi này có một dãy núi liên miên, tên là Tỏa Long Sơn. Sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì vị trí dãy núi này ở giữa có một lỗ hổng thâm thúy. Lỗ hổng này tựa như một con rồng bị hai ngọn núi lớn khóa ở trong đó. Mà độ rộng của lỗ hổng này đại khái là ở một dặm. Vị trí lỗ hổng này cũng xây dựng một tòa cửa khẩu to lớn, tên là Tỏa Long Quan. Tỏa Long Quan này chia làm Đường Châu một mặt cùng Tây Châu một mặt, ở khu vực trung gian là một tòa thành thị hẹp dài kỳ diệu. Hai bên dãy núi đều bao trùm trận pháp. Lúc này, trong cửa khẩu tràn ngập số lượng đạt tới 10 vạn quân coi giữ. Ở hướng Tây Châu, bên ngoài cũng có đại quân liên miên. Số lượng của bọn họ cao tới hơn 170 vạn. Trong cửa ải, một cuộc hội nghị đang được tổ chức. Ngũ đại thiên mệnh chi tử đều hội tụ ở nơi này. Vĩnh Dạ Đạo Mộng Thiên Cơ, Tây Môn Vĩnh Sinh, Vương Thiên Thu, Chu Nhất Bát của chư tử Bách Gia, Phật Môn A Dục Vương. Mấy người đều nhíu mày, sự tình tiến triển cũng không thuận lợi. Chỉ nghe Mộng Thiên Cơ thấp giọng nói, tình huống có chút không đúng. Trong tay ta vốn có 60 vạn đại quân, nhưng khi thoát khỏi, Đường Châu lại tổn thất gần 8 vạn quân đội. Nhìn qua không nhiều lắm, nhưng kỳ quái là bên trong có rất nhiều người đầu hàng. Những người này ta đã điều tra qua, căn cứ vào tính cách của bọn họ sẽ không đầu hàng dễ dàng như vậy mới đúng. Nhưng bọn họ đều đầu hàng, ta cảm giác có một luồng sức mạnh đang âm thầm ảnh hưởng chiến cuộc. Vương Thiên Thu ở bên cạnh cũng nhíu mày, ta cũng gặp tình huống tương tự. Trong số những quân đội rút lui dưới trướng của ta có một bộ phận cũng lựa chọn đầu hàng. Thành phần của bọn họ cực kỳ phức tạp, có bang phái từng bị hợp nhất, cũng có một số con cháu thế gia, thậm chí còn có lão tướng trong quân. Ta hoàn toàn không thể nào hiểu được việc bọn họ đầu hàng. Tây Môn Vĩnh Sinh, Chu Nhất Bát, A Dục Vương đều là sắc mặt ngưng tụ. Có thể làm được vị trí này của bọn họ đều không phải là kẻ ngốc. Đối với một số tình huống dị thường đều sẽ vô cùng mẫn cảm. Chỉ nghe A Dục Vương ồm ồm nói, xem ra quân đội của các ngươi đã bị một số người lợi dụng sơ hở. Chúng ta phải điều tra xem trong quân đội còn có người nào xúi dục không. Đại quân Phật Môn ta bền chắc như thép, hiện tại đại quân hội tụ một chỗ, nếu như các ngươi xảy ra vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến chiến lược chỉnh thể. Nghe được lời này, bốn người Tây Môn Vĩnh Sinh đều nhíu mày. Đại quân Phật Môn trăm vạn chi chúng, quân đội bọn họ trước mắt ở trong Tây Châu cũng chỉ có trăm vạn. Mặt khác còn có hơn 30 vạn quân đội đang lục tục hướng nơi này rút lui. Đường Châu đã hoàn toàn bị bỏ rơi, vốn dĩ phải có 50 vạn binh lực. Nhưng lục tục ngo ngoe bị tù binh đánh bại, đầu hàng liền vượt qua mười mấy vạn. Điều này khiến bọn họ rất khó chịu, nhưng lại không có cách nào. Vương Thiên Thu ánh mắt bình tĩnh nói, trước đại chiến, mọi người vẫn nên sắp xếp lại nhân viên trong quân của mình một chút. Có vấn đề thì đều phải thay đổi, dựa vào Tỏa Long Quan này, bọn họ muốn đánh bại chúng ta cũng không đơn giản như vậy. Tiếp theo chính là tiêu hao binh lực của bọn họ, tìm kiếm cơ hội phản kích, hiện tại thế chân vạc, chúng ta cũng không nhất định sẽ thua. Năm vị mệnh tử của Ngũ Đại Thiên khẽ gật đầu, giờ khắc này, tất cả mọi người đều đạt được sự nhất trí. Lý Thanh yên lặng vận chuyển dịch đạo, quan sát tình huống trên chiến trường. Nhìn chằm chằm Tỏa Long Quan, nơi này quả thật dễ thủ khó công. Hai dãy núi trái phải đều là đại trận do tu sĩ đạo binh bố trí. Đại quân của Lý Thanh Liên và Hiên Viên Trường Long căn bản không thể vượt núi mà qua. Nơi đây sẽ có một trận huyết chiến. Không được, nếu như huyết đứng ở chỗ này tiến hành, có thể sẽ ở lúc kết thúc bị Ngũ Đại Tiên chọn làm chiến trường cuối cùng. Chiến trường cuối cùng tốt nhất là ở Kinh Thành, là trung tâm của Cửu Châu Tứ Vực, sau khi Lý Thanh Liên đăng cơ có thể phát huy cấm pháp chi đạo đến mức lớn nhất.
ánh mắt Yên Lặng hiện lên một tia ngưng trọng. À, nhất định phải nghĩ biện pháp phá hư toàn bộ địa hình Tỏa Long Quan, đem độ rộng chiến trường kéo dài đến toàn bộ Tây Châu. Để quân đội phân tán, nói như vậy, ngũ đại tiên nhân sẽ không cách nào lợi dụng rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh khóa chặt chiến trường ở một khu vực. Xem ra phải dùng thuật phong thủy rồi, hoàn toàn thay đổi địa mạo của Tỏa Long Sơn. Ánh mắt khẽ híp lại, thần minh của Lý Thanh bắt đầu lặng lẽ hành động. Hắn im ắng đi tới phương hướng Tỏa Long Quan. Còn hai ngày nữa, đại quân của Hiên Viên Trường Long và Lý Thanh Liên sẽ toàn bộ chạy tới. Thời gian của ta không nhiều lắm, nhất định phải thay đổi địa hình trước bọn họ. Thần minh thân lóe lên chui vào dưới mặt đất, trên người hắn mang theo đại lượng vật tư. Ánh mắt của hắn nhanh chóng tìm kiếm địa mạch của Tỏa Long Sơn dưới dãy núi. Chỉ chớp mắt đã qua, chưa đầy một canh giờ, Lý Thanh đã thông qua thần minh thân khóa chặt rất nhiều dãy núi. Tỏa Long Sơn có tổng cộng 13 địa mạch, trong khu vực vạn trượng dưới lòng đất có rất nhiều nước sâu lỗ hổng, nếu như dẫn phát địa long cồn cồn. Hai ngọn núi đều có thể triệt để sụp đổ. Rất tốt, đó là một cơ hội. Trong lòng Lý Thanh đã hiện lên một tòa đại trận phong thủy, địa long trùng sát đại trận. Các bạn vừa nghe xong tập 124 của bộ truyện kinh khủng Tu Tiên Lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.